Xin chào tất cả anh em nha. Xin chào anh Hoàng Vũ nha. Xin chào anh Hữu Hòa. Bữa khỏe ông anh trai Hữu Hòa. Rồi, khá là mệt. Rồi, xin chào Văn Hòa nhá. Rồi mấy anh em nghỉ chưa? Hello, xin chào mọi người nha. Chào toàn thể anh em nhé. Chúng ta đi vào đi ạ. Hôm nay livestream sớm chưa về, mới có 7 giờ hơn à. 7 rưỡi rồi. 7 giờ 22 phút rồi. Mô tô thắng thì chào anh em nha. Đợi chúng ta vào trong đông một tí. Đầu tiên đấy, nhiều anh em nào thật sự vừa rồi đã lên được cái mô hình này rồi này. Không quan trọng đâu, cái quan trọng là chúng ta lên được cái mô hình đề từ thôi. Còn thật sự IC nào anh em muốn chạy được IC nào là chúng ta chạy được dòng IC đấy. Thì cái mô hình này hiện tại đang chạy được 8 cục IC. Từ khóa chìa cho tới khóa smart key đấy. Nói chung là cảm thấy chúng ta rảnh thì chúng ta bỏ ra chúng ta làm một ngày khoảng vài tiếng thôi. Nói chung một ngày thì hơi bị quá, một ngày chúng ta cứ làm khoảng vài tiếng tích tắc để cho nó đam mê, đó là cái thú vui để anh em mình làm nghề. Xin chào anh Nguyễn Định, Trần Thủy mới ăn tô phở rồi anh Nguyễn Định ơi, phở bên cạnh đấy, phở hậu ấy anh Định. Xin chào anh Nguyễn Thắng nha. Đấy, chúng ta đam mê bởi vì sao? Bởi vì muốn thử được nhiều IC và chúng ta muốn chạy được nhiều IC thì Định Tuấn sẽ làm thêm những cái dòng xe SH2021 nữa nha anh em. Đó. Rồi Vision, Vision 2021 và SH gọi là 2020 ấy, cái đó gọi là 2020 mới đúng, 21 là không phải. Và làm nốt dòng xe Valeo và SHK77 nữa là xong. Biến tháo xe ra thì chúng ta thử trên mô hình luôn. Còn cái mô hình này khóa chìa hầu như chạy hầu như khá là nhiều. Sở mất cây thì sẽ chạy được K01. Và lít khóa sở mất cây. Rồi AB K66 sở mất cây và K29 đây sờ mất cây này. Sẽ dọi cam cho anh em. Khóa chìa mình không nói nhá, mai mình lên ổ khóa mình thay ổ khóa này, đang bị thiếu bộ dây
bộ dây ngày mai mình lại bán cho anh em còn bộ dây cuối cùng nên nó bị hết dây, phải chờ bộ dây về đó mình sẽ lên cái này. Đấy, mình thay ổ khóa và ECU mình cắm vào, cái nữa là xong. Đây, và cái này nó sẽ chạy cục K29, cái này bản của SHMO này. Cái này khóa xong với cây nha. Đó. Xong với cây. Rồi, cái này SHK01, K02 xong với cây, mã SMID. Và mình sẽ đồng bộ với ECU thì tự động nó sẽ khởi động được thôi mà đánh lửa. Còn những cái loại mà K66 khóa chìa thì nó quá bình thường. Rồi, cái này K12 của Lít khóa chìa. Con này đang chạy của K27 A Black khóa chìa. Thì một rắc này có thể chạy được 6 đến 7 cục IC. Đây, một rắc này. Đấy, tùy theo chân IC mà nó gần giống nhau thì chúng ta có thể chạy một rắc. Đấy, còn cái rắc nào đặc biệt quá thì chúng ta chạy đơn một rắc. Cái này là K01 SHK01 khóa Smoky. Và còn cái rắc này để chúng ta chạy những cái dòng AB26. Này. Đấy, có thể một rắc là chúng ta có thể kiểm tra được 6 7 đời IC luôn, khóa chìa cho tới Smoky. Thì cái này chúng ta đam mê thôi đây. Cái này mình đã chạy một dây rời ra ngoài để mình cho ổ khóa Smoky. Cái này là đường truyền bảo mật ID từ SU cho xuống SMID là xuống IC ấy. Này. Đó. Đúng không ạ? Xe nào có Smoky thì mình cứ đấu chung lại như thế này. Và mình sẽ bỏ vào cái đường truyền bảo mật, nó sẽ gửi xuống đây và sẽ đồng bộ IC sẽ nổ. Và xe nào có bộ ba cảm biến thì đương nhiên ở trên cái mô hình này không có bộ ba cảm biến bởi vì họng ga rời. Thì mình sẽ giả lập cho nó một cái van, van Galanti ở đây, 4 sợi dây. 4 sợi dây này là cái van Galanti xuất hiện cái lỗi 29. Đó, đây 4 sợi dây này, mình đánh dấu cái này là IACV. Rồi, cái này là con map, mình sẽ giả lập bằng con điểm trở. Đấy, con này con map để cho nó không báo lỗi số 1 trên IC mà có bộ ba cảm biến như kiểu SH này. Đó. Thì đương nhiên nó sẽ có bộ ba cảm biến. Nó sẽ có phát sinh thêm là con cảm biến map và van guarantee. Đó, 4 sợi dây mình chờ. Có thể mình đấu một cái rắc, mình cho một cái van guarantee chạy vào đây luôn. Hoặc mình sẽ giả lập hai con đi chở thì nó sẽ không xuất hiện cái lỗi 29 trên cái đồng hồ tắp lô. Và cái con cảm biến map nó cái thú vui đam mê không có gì cả. Con này mình chưa đấu, cái này là cái đèn báo alinsitop. Đây, cái đèn báo alinsitop chữ A. Đó. Thì ngày mai mình chia sẻ anh em thôi, bởi vì tùy theo rắc. Ở đây là mát và nguồn. Thì nhiều cái rắc, cái này là ví dụ những câu cục IC này thì chúng ta không cần phải độ rắc như này thì ghi vào luôn. Đấy, hai rắc nhỏ. Còn những cục nào không có thì ngày mai mình sẽ khoan thêm một lỗ ở trong này. Để mình xỏ hai cái dây nguồn này vào, mình sẽ hàn chết ở bên trên này luôn. Đấy, hiện tại mình đang căm như thế này để cho nó nổ thôi. Mai sẽ khoan một lỗ, luồn hai sợi dây này vào đây và bọc gen lại. Khi nào chạy những cục IC này thì cần cái rắc này. Còn chạy những cục IC này thì cắm vào là xong. Đó, để các bạn có thể thử được rất nhiều IC. Nhà mình ở đây thì nhiều xe rồi. Những dòng xe nào mà cửa hàng mình không có thì mình sẽ độ. Để mình test IC thử cho anh em thợ và đồng thời mình bán IC cho anh em. Cho nó ok. Nó khá là nhiều. Ngày mai mình sẽ chạy thêm khoảng 4 rắc nữa. Bởi vì nhiều cái dòng xe IC nó không trùng, chúng ta phải chọt dây, chúng ta phải nhớ vị trí chân. Còn những cái dòng mà nó trùng chân ấy, nó chân lật nhau không bao nhiêu ấy, thì đây. Đấy, nó khác nhau cái đường ID thôi, bảo mật. Đó. Rất ok. Đấy, mai mình sẽ đấu nốt ba cái rắc này vào. Đấy, và đánh dấu rắc, xe này chạy được cái rắc này, chạy được IC gì. Và cái Vision mới và SH mới bây giờ phải mua thêm rắc bởi vì rắc nó khác nha anh em.
Đấy, ngày mai mình đã đặt, mình sẽ mua thêm 4 cái rắc để mình đấu, mình chạy những dòng xe đời mới. Đó là cái đam mê mình muốn chia sẻ cho anh em. Ở đây mình sẽ bật khóa lên này. Đó, anh em thấy không? Ok này. Cái này mình đang gắn motor bơm to để anh em nghe tiếng tiếng nó kêu nha. Mất công bảo nó không kêu motor bơm. Chạy khá nhiều IC. Đấy, tất cả IC trên này nó chạy được rồi. À, 8 cục, 8 má khác nhau nó đều chạy ở cái mô hình này trơn tru. Còn Smoky nữa thì chúng ta ngày mai phải đấu cái hộp và ổ khóa để chúng ta đồng bộ SU và SM ID. À, không nó sẽ kêu tít tít 4 tiếng tít nha anh em. Ngày mai sẽ đục ra. Đấy, và SU sẽ treo ở trên này luôn. Và hai bóng đèn xi nhan để tìm xe trên Smoky mình sẽ khoan ở đây một bóng luôn. Và cái đèn báo siêu Smoky mình biếng mình bỏ trong đồng hồ mình sẽ khoan ở đây luôn. Ở đây một bóng đèn báo Smoky khi yếu pin hoặc trục trặc. Hai bóng xi nhan sẽ khoan ở đây, ổ khóa và SU bên trên. Và cái chân SU sẽ làm ở đây thôi. À, bởi vì mô hình này nó tóm tắt. Bởi vì mình độ thêm Smoky để mình test thôi. Rồi, xin chào anh Mạnh Trần. Đó là cái niềm đam mê của anh em thợ. Còn anh em nào đã lên mô hình rồi thì các bạn mở tài liệu ra, các bạn đấu là nó xong thôi. Này, nó sẽ đề được này. Anh em thấy đánh lửa không? Đó, đánh lửa có bơm á. Đấy thì chúng ta biết dây rồi, biết màu, biết vị trí số 1, số 2, số 3 cho tới 33. Rồi nhiều dòng xe bây giờ sẽ là 39 chân. Thì chúng ta phải mua rắc. Đấy, bởi vì nhiều cái rắc cái 39 chân thì nó không vừa. Còn thật sự nếu mà nó sử dụng một cái rắc giống nhau thì chúng ta đấu được hết. Đó. Không quan trọng, bởi vì bộ 3 hay là không xe không có bộ 3 không quan trọng. Thì chúng ta chỉ có giả lập map và IACV. Đây sẽ là hai cặp. Đấy, có thể một cặp này chúng ta sử dụng con điện trở khoảng 100-150 ohm, hai con. Hoặc cắt cái rắc van galanti độ vào để cho nó hết bao lỗi và cặp với map. Map này thì anh em phải giả lập con điện trở để cho nó gửi giá trị điện áp về con IC, đồng thời không bao lỗi số 1. Được không anh em? Được cho xin cái like. Đây IC. IC xe này là K66, xe này là của A-Black 26 nha anh em. Đấy, A-Black 26, K66 nha. Nhưng ở đây nó đang chạy là 27, rồi 12, 29, rồi K02. Để khóa chìa cho tới Smoky luôn nha các bạn. Đây là loại khóa chìa này. Còn Smoky đưa vào nó cũng chạy luôn. Thì lắp thêm ổ khóa nữa. Thêm một cái đường truyền bảo mật thôi. Do mình dạy online thì mình phải gắn cái motor bơm này vào. Bởi vì sợ anh em nghe không được. Đấy. Chúng ta nghe thấy đánh lửa mà không phun, không bơm. Thì cái motor bơm này nó kêu như vậy thì ta biết rằng nó phun, bơm. Và có tia lửa điện đánh tặc tặc ở bên dưới. Đó. Đó, để anh em phát hiện rằng con xe này vào có bơm. Còn nếu bật lên im thì chúng ta phải comment và kiểm tra như thế nào, khóa học kế tiếp. Đó thì anh em nào có cái thú đam mê chơi như mình thì anh em độ như vậy. Rồi không báo lỗi lầm gì cả. Đó. Mình sẽ đánh một cái ban cho nó báo lỗi chẳng hạn như vậy. Không đề được anh em thấy không? Đó, xuất hiện lỗi. Đó, bất kỳ con IC nào. Rồi, ra lỗi thì sẽ chỉ anh em cách kiểm tra cô lập cái này lỗi bao nhiêu. Và chúng ta phải tiến hành đo như thế nào. Đấy, để không được. Thì đa số nhiều anh em hay gặp cái ban này này. Báo cái lỗi 52. Đúng không ạ? Báo cái lỗi 52. CKB để cạch cạch. Đó. Và đặc biệt nữa, nhiều cái dòng xe không báo lỗi 52 mà vẫn cạch cạch thì cái điều đấy nó mới khó. Còn anh em biết rồi thì cực kỳ là dễ thôi. Anh em chia sẻ cho shop nha. Chia sẻ cho Đình Tuấn vài căn.
chứ lỡ may mình mua IC hoặc là anh em thợ mang tới, bảo Tuấn ơi kiểm tra cho con IC, mà thật sự xe thì mua để tất cả những dòng xe thì nó hơi bị nhiều, nên mình sẽ làm cái mô hình này, và đồng thời xe của mình ở cửa hàng thì mình sẽ kiểm tra được tất cả những IC của dòng Honda. Đó. Kết hợp mô hình và trên xe thì kiểm tra rất là nhiều. Báo lỗi 52. Đó. Đấy. Khá là nhiều ban, IC khá là nhiều. Rồi ban này thì mất đèn FI, mất bơm thì chúng ta phải kiểm tra như thế nào? Rồi, mất bơm này. Anh em không thấy tiếng E bởi vì không có đèn chất, đèn FI. Rồi chúng ta đề cũng không được luôn bởi vì mất hết. Đó. Khá là hay. Được không cả nhà? Đó. Rồi ban này mất hết điện. Đấy, một con xe khách hàng mang vào y xì cái mô hình này Tuấn làm, một con xe hầu như sớm muộn thì anh em cũng gặp tất cả cái ban đó. Còn nhiều lúc là cái ban nó dễ chúng ta không gặp, còn tất cả các ban ở thị trường hiện tại, sau tương lai hoặc là gần đây anh em sẽ gặp nó trên mô hình này Tuấn làm hết tất cả. Nhiều cái ban quan trọng. Nó mất hết điện này. Khá là hay. Rồi chúng ta chia sẻ, bấm cho Thì Tuấn khoảng một like. Cảm ơn mọi người. Yêu nghề thì đam mê thôi anh em ạ. Cuộc sống mà, còn làm thì còn đam mê. Anh em yêu mến chia sẻ khoảng vài nhóm dùng, cảm ơn. Anh em nào cần về IC Tuấn đã test sẵn cho anh em thì anh em comment luôn. Đó. Ok, rồi mình sẽ tắt, mình sẽ rút IC này ra, sáng đấu cái này mà đổ máu anh em, đụng vô cái này, này rút cái rắc IC nó bị đổ máu. Mai mình sẽ khoan cái này, mình sẽ nhét vào trong này luôn. Đó. Và hai cái đầu này mình sẽ bọc gen. Để khi nào mình sử dụng cái rắc này mình sẽ cắm vào luôn. Đây mai sẽ khoan thêm một lỗ. Nó khá là đẹp. Xin chào Trúc Đào. Đó. Rồi con này của K27 nha anh em nào cần mình bán luôn. Cái này của Avlac K27. Anh em là cần mình bán luôn. Ok. Rồi K12. K12 thì cũng chạy được luôn nha anh em. Đấy, K12 cũng chạy được hết. Rồi K66, K gì cũng chạy được hết. Đây K66 thì nó zin. Chúng ta cắm vào là ăn ngay. Và K66 chúng ta phải chạy chân IC rắc khác nha anh em. Rắc khác, rắc này. Đấy. Một cái rắc này chạy được 6 con IC đến 7 con IC nha anh em. Một cái rắc này thôi kiểm tra được 7 mã IC. Tùy theo anh em cách đấu. Rồi chúng ta bật lên chạy của K66. Đó, ok thấy không? Đấy, công tắc Alice tốt này. Rồi, ok. Đấy. Rồi, chúng ta khởi động này. Đó, đánh lửa. Bơm xăng kêu nha anh em. Đó. Đấy. Mô hình này chạy trên 15 con IC nha anh em, các loại mã trên 15 con. Dù khóa chìa hay là Smoky phải chạy trên 15 con. Đấy vậy coi như là đủ. Đây là đề từ.
Còn cái loại mà không phải đề từ thì ở mô hình này kiểm tra được hết. Hầu như tất cả những dòng Honda thì mình kiểm tra được hết tất cả IC. Đó. Dù nó là IC xe gì trừ khi basic. Basic mới thì mình chưa làm. Với tổng cộng của cái dàn xe này thì hầu như có tất cả con IC để chúng ta thử nghiệm. Đó. Và đồng thời mô hình. Ok. Thế thì anh em nào có rảnh rỗi thời gian làm cái mô hình này đơn giản thôi. Thì chúng ta làm thì nó không đẹp được như thế này, cái này nó khắc CNC. Còn anh em nào muốn khắc CNC thì mang ra mấy chỗ mà quảng cáo nó khắc ngay. Còn không có chúng ta chỉ cần mua mấy cái mũi khoan thôi. Vài ly về nhà chúng ta khoan. Mua bộ dây khoảng vài triệu gồm luôn cả linh kiện cả IC. Ở về nhà chúng ta hãy chịu khó cắt đấu như thế này. Đấu cho nó gọn gàng lại. Đó, chống chập chờn chạm lung tung nha anh em. Đó, sẽ ok. Công chạm dây. Đấy, cẩn thận không là nó chết thì nó phí. Đấy, ok không? Đấy, anh em làm như vậy chúng ta làm khoảng những cái xe nào quan trọng thì chúng ta làm những cái ban. Làm có khoảng 15 ban thôi. 15 ban để chúng ta đo kiểm và làm theo cho 1 tới 33 trận IC ở đây chúng ta đo. Rất hay. Đây, ban nó nữa này. Rồi chúng ta để không được cọc cọc này. Đấy chưa? Ý gì con xe mang vào rồi le nhảy cắt cắt. Rồi đèn FI không có báo. Đúng không ạ? Đèn FI không có báo luôn. Đèn FI không báo gì luôn. Rồi không báo lỗi cắt cắt này. Anh em nghe tiếng rồi le không? Bấm ok đó, ý gì mà ngoài đời thôi. Chẳng qua con xe này không có cái động cơ để cho nó nổ, có cái động cơ nữa câu vào thì nó nổ ngay chứ có cái gì đâu. Lắp ba pha cắm điện vào thì đề cái nó nổ pành pạch pạch pạch, làm cái mô hình không có gì cả. Mua cái động cơ về nhà nữa đề nó sẽ nổ. Làm cái kệ nữa. Đó, ý gì không khác gì mà con xe khách hàng mang vào cả, cạch cạch. Cặt cặt thì ở đây đơn giản một người thợ mang vào sợ bỏ quả thì chúng ta phải quay động cơ đúng không ạ? Rồi động cơ này coi có bó không? Ok. Rồi động cơ này chưa hết dầu, chưa hết nhớt. Bô lăng còn quay được thì chúng ta phải kiểm tra hệ thống FI. IC. Bô lăng. Cuộn điện. CKB. Rất là nhiều. Đấy. Rồi, hứa hẹn với anh em là ít bữa nữa mình sẽ làm xong hết cái dàn này, không có cái gì cả. Đấy, anh em nào cần IC comment. Cần IC comment nhá, mình thử cho anh em sống hết rồi đấy. Không có gì cả, chúng ta có thể ngồi chúng ta dặn chúng ta làm cái bàn. Xong chúng ta cất nguồn đi. Mất công để chìa khóa đấy, thợ nghịch. Mất công nó chết IC chúng ta nó uổng thôi. Đằng sau mô hình này thì dây khá là nhiều anh em. Ồ đằng sau mô hình này giờ mình đấu dây thôi nó phải chỉ chịt màu. Quay cái mô hình lại sau dây nhiều lắm. Nhưng may mắn nó không chết IC. Xin chào anh trai Hoàng Hải. Rồi mình cảm ơn những anh em đã ủng hộ những bộ dây này thật sự ấy. Thì nó mang về cho anh em kiến thức, mình sẽ chỉ anh em luôn các hoạt động trên bộ dây này và đo và kiểm tra như thế nào. Đáng lẽ ngày mai mình lên sở mất kỳ luôn nhưng một người anh em ở Nha Trang thì bảo để cho bộ dây của SH. Đấy, nên mình phải để, không có ngày mai mình lên luôn. Là mình sẽ chạy được IC K77 này, tháo con xe này ra luôn. Đó, và K01 ở SH đời trước. Nhưng mình để cho anh em rồi. Bộ dây cuối cùng mình chờ dây về nhà mình sẽ đấu sau.
Rồi cái này Mạnh Hữu, cái này Văn Cường ở Ninh Bình, bộ dây mô bin sườn đấy, chúng ta thủ một cục mô bin sườn. Rồi cái này anh Văn Hưng, cái này ở Hải Phòng cũng là bộ dây, nó rẻ mà. Rồi cái này anh Quỳnh đấy, cái này là Minh Vương đấy, dây. Và hôm nay mình ship 4 cái máy sờ bắt tôn đi rồi, và bây giờ tiếp tục ship dây cho anh em. Và nồi cái này đi Lào Cai nha, hầu như đi hết Việt Nam và đi qua Lào thôi, mới đi qua Lào thôi, chưa đi qua châu Âu được. Rồi cái này đi Lào Cai là xa rồi đúng không ạ. Rồi cái này nồi bi, hôm nay mình mới làm được ít nồi đây. Đấy anh em nào chốt đơn nhanh thì chúng ta lên toa. Mình làm khá sạch sẽ, buổi chiều nay mấy thầy trò làm. Anh em nào tái sử dụng với chuông zin thì chúng ta đi cái ba cái búa ba càng này vào. Rồi anh em nào cần một bộ thì làm luôn, mình làm cho anh em sạch sẽ. Rồi Châu Lai ở anh Nguyên đó thì anh em chốt đơn. Đấy chúng ta hãy làm vài bộ để ở nhà. Đấy ở đây nó còn khoảng vài chục bộ thôi, nó khá là sạch sẽ nha. Mình ở đây mình quấn tới 2 lớp bịt bóng, mỗi người khoảng 2-3 bộ, chúng ta thủ ở nhà, xe mang vào lột bố hoặc là dung dập chúng ta làm luôn. Rồi cái càng này thì không quan trọng càng dài càng ngắn đâu nha anh em, ngắn dài chúng ta lắp được hết, cứ miễn sao nó là của Honda, trừ khi của xe Vision K44 thì nó nhỏ như thế này thôi. Đấy, được không ạ? Thì K44 nhỏ. Đấy. Giá ok 270 ngàn một bộ nha. Làm cho anh em sạch sẽ. Đấy. Bởi vì mưa gió này mà không bọc nhanh thì gió nó vào nó sẽ bị làm sét chuông nha. Lỡ may mà anh em mua về nhà, lỡ may mà bị sét thì anh em chịu khó bỏ lên cái cốt nồi sau, anh em quay bánh xe và anh em lấy nhám anh em trà lại giùm mình. Mua cái loại nhám gỗ nha anh em, nhám mịn á. Đấy, đừng có mua loại nhám cát nhiều. Thì về nhà anh em bo lại dùng cái chuông. Đấy, mới về được ít. Đấy, thì tí nữa anh em nhắn tin nhắn ở cái buổi cuối livestream. Đấy, mình mới bọc. Và ở đây mình cũng làm cho anh em ở đây 110, 125 và Vision và SH. Đấy, chúng ta làm thử một bộ, chúng ta thử nghiệm. Đây, cái này là tất cả 125 clip Valio lắp chung. Chúng ta không quan trọng ở đây có cái phốt. Những cái xe đời mới giờ nó có phốt chẳng quan trọng. Đấy, nha. Cứ 125 lắp hết. SH Mo này, clip Valio, lit rồi A Black, cứ 125 dòng Honda chúng ta lia hết vào trừ SH. Rồi cái này là của Vision K44 thì nó khác, nó nhỏ hơn. Rồi cái này tất cả của dòng 110 AB Lit Vision chúng ta lia vào được hết. Và đặc biệt của SH 125 150 thì nó lớn hơn. Anh em thử cảm giác một bộ về nhà lắp cho xe và đồng thời quảng cáo cho khách hàng. Đấy, mỗi người thử 2-3 bộ, nếu chưa biết hoặc là chưa biết thì làm một bộ. Còn anh em nào biết rồi ok lên toa. Rồi em mới kích bì xong, cứ một bộ nha. Đấy, chúng ta lia vào khá là nhiều. Rồi áp bơm thì cần cái gì, và bộ dây này em sẽ hướng dẫn cho anh em, bởi vì anh em không có tài liệu thì em hướng dẫn. Còn anh em nào muốn ok nữa mua bộ tài liệu nhá, thì nó đơn giản như thế này, ở trong này hầu như khá là đủ. Đấy, bộ tài liệu này khá là đủ như thế này. Để cho anh em về nhà chúng ta học, để chúng ta một ngày một giỏi hơn nhá. Rồi thì ở đây nó sẽ là cái hộp cầu chì thôi, chẳng có cái gì, một con rờ le chính và một con rờ le khởi động để vào sạc thì em đã chia sẻ rồi. Rồi mấy cái này nó chỉ là rờ le thôi. Còn cái bên này ấy, thì cầu chì chúng ta nhìn đối diện, nhìn thẳng như thế này này, rờ le bên trên.
Thì ba cầu chì này sẽ là cầu chì trước khóa. Cái cầu chì này sẽ là cầu chì tổng 25A. Cầu chì này nó sẽ chạy lên chân SU, chân số 2. Nếu mà tìm xe không được, cái đầu móc này đang mô phỏng cái đầu móc là tìm xe không được này. Kiểm tra chân số 2 từ SU. Đấy, coi cầu chì này đứt không. Cái dây này là cái dây màu hồng sọc đen. Tiếp tục cái cầu chì này ấy, là ở cái dây màu đỏ này. Đỏ này, đỏ sọc nâu này, đỏ này. Cái này ấy là nó chạy lên SU, à nó chạy lên IC. Có nhiều dòng xe nó sẽ chạy lên ổ khóa. Đó. Thì người ta cứ gọi là cầu chì SU, ECM. Đấy, gọi là ECM. Là gọi là IC đi. Đó. Trước khóa hết. Rồi cái dây màu đen sọc trắng này nó sẽ là 12V sau khóa. Sau khóa mà. Còn cái dây màu đen sọc đỏ này nó lên trước khóa. Bởi vì ổ khóa này có 4 dây. 2 dây vào, 2 dây ra. Đây là vào này. Rồi. Tiếp tục cái dây màu đen sọc đỏ nó cũng vào ổ khóa luôn này. Nó mới đi ra dây này và đi ra dây màu đen nữa. Đó. Đây cầu chì này SU hồng sọc đen. Thì chúng ta nhìn vào đây cái chân SU này. Chân số 2. Đấy. Tìm xe không được phải kiểm tra cầu chì và đồng thời phải thử lên cái chân này xem có điện áp 12V không. Ok. Dùng bóng đèn kẹp vào sườn và chọt vào đây xem bóng đèn có sáng không. Nếu sáng nguồn đã có thì chúng ta phải kiểm tra mát là chân số 12. 1, 6, 7 cho tới 12. Xanh lá sọc đen. Để nó nuôi cho hộp SU như thế này. Đó. Màu dây K66 Lit A Black Vision. Nó làm việc đều như nhau, có thể nó khác cái màu dây một tí là cái màu dây số 2. Còn đa số nó sẽ hoạt động như nhau hết. Màu dây nó khác không quan trọng. Cứ đếm 1. Đen. Cái này nó chạy xuống cột từ này. Ở ổ khóa này, số 1 và số 9. Đấy, số 2 thì tùy theo dòng xe. Có dòng xe nó sẽ là dây màu xanh, xanh lá nhạt sọc đen. Có xe là dây màu hồng sọc đen. Cứ nó là điện áp 12V. Đó. Về nhà chúng ta chịu khó. Còn ba cái rắc, cái rắc B ở bên này ấy, 3 đến 5, 7 sợi dây nó chỉ là xi nhan, còi hú, mát cho còi hú thôi. Không có liên quan gì nhiều. Quan trọng là cái rắc này. Đó, bộ dây điện này có vài trăm ngàn, anh em nào comment nhanh không hết. Đó. Rồi bây giờ chỉ cho chân IC luôn. Nhìn cái rắc như thế này. Nhìn đối diện mặt chúng ta. Đếm từ trái qua phải. Cái này nó sẽ là mô bít sườn này. Được chưa? Cái này nó sẽ là bơm xăng này. Đó, nó khá là nhiều. Đấy, chúng ta cứ nhìn tài liệu chúng ta sẽ đọc như vậy. Cái này sẽ là đen 12V sau khóa này. Chân số 8 này. 9 bỏ này. Cái này mát chung cảm biến này. Đấy. Còn cái dây này có thể là nguồn 5V hoặc là TB. Chúng ta hãy nhìn vào tài liệu chẳng hạn như thế. Em đang nhìn qua cam. Cứ vậy chúng ta đọc 1, 11, 12 bỏ này. Rồi 22 lấy này. 33, 23, 33 này. IAT. Đó, không có gì cả. Đúng không? Chúng ta chịu khó xem cái đấy. Chúng ta sẽ đọc, nó sẽ ra hết.
Đấy thì chân nó chỉ có thế thôi, không có nhiều cả. Rồi chân này chân số 5, cái này là từ nút đề xuống, còn nhiều dòng xe mà xài SU này là từ SU. Đấy. Chân số 8. Số 8 nó sẽ đưa điện áp 12V xuống IC là chân số 5 của IC. Đấy chúng ta cứ xem như vậy là sẽ ok. Ok thấy không? Nhiều dòng xe SH nó sẽ là 12V từ công tắc đề. Còn cái loại này thì nó sẽ cấp 12V xuống IC là từ SU. Chân số 8 hả? Đây. Đấy, vàng sọc xanh lá. Đấy, từ SU nó sẽ cấp điện áp xuống IC. Thì anh em hãy chịu khó về nhà dò tìm, và đồng thời có cái quyển tài liệu nữa thì hay này. Đó, nó hầu như khá là nhiều những dòng xe. Đấy, còn anh em nào tham gia khóa học thì mình tặng một quyển màu, mấy quyển trắng đen, mấy cái sơ đồ mặt điện. Đâu rồi, sẽ mở một cái dòng xe nào đấy đây. AB đúng không? AB K66 đi. Khá là nhiều. Cái này AB 2020. Đây, có thể K66. Đấy. Đây K66 Smoky 2018. Này, chúng ta đọc này. Một mô bên sườn này, hai này bơm xăng này, ba kim phun này. Cái dây này, dây quan trọng nhất là dây số 4 này. Tín hiệu gửi mã SMID này. Rồi, chân số 5 này, số 6 này, 7, 12V sau khóa, cứ vậy mà đọc. Đấy, thì nó sẽ ra hết cái màu dây này cho anh em. Ok không? Cái này của xe lít. Lít và A Black nha anh. Lít và A Black. Đấy, chúng ta có thể dò. Đấy. Rồi và cái xe này quan trọng nhất là cái chân 26 từ IC này. Trắng sọc xanh này. Mát đèn. Nhớ cái dây này từ IC hầu như nó chân 26 thì phải ấy. Anh em đừng có chọc kẹt ra mát mà nó chết mặt đèn thì chúng ta phải đấu mặt rời. Tài liệu hai quyển mấy một sơ đồ mặt điện nha anh em. Vài trăm ngàn. Đấy bơm xăng này. Đấy rắc này mới. Anh em nào cần comment còn vài bộ nữa thôi. Còn anh em nào tham gia khóa học online tặng luôn bộ dây điện này. Đấy. Tặng luôn bộ dây điện mấy bộ tài liệu nha. Và chào đón anh em khóa học online kế tiếp. Chuẩn bị khai giảng. Đấy nhiều anh em nào mua máy thì tặng cho anh em bộ tài liệu và tham gia khóa học, còn anh em nào tham gia khóa học thì tặng cho bộ tài liệu về nhà. Thứ nhất là vừa được học online, thứ hai là có bộ tài liệu tôi bao các bạn và anh em phải cực kỳ là giỏi. Nhìn nó ra hết. Đấy, không bao giờ phải nhờ đi tuyến trên những cái màu dây này nữa. Đấy, bị cái gì thì mở ra kiểm tra như vậy. Thông thủy thì nó chết cảm biến hoặc đồng thời chết IC. Thì chúng ta giả lập. Rồi còn vài bộ gửi cho anh em kế tiếp là xong. Rồi hai cái dây này là hai cái dây báo đèn thùng yên. Đấy hoặc là có dây điện này có nhá hứng thì mua IC, mua cuộn điện, mua vài con cảm biến nữa dựng lên cái mô hình luôn. Đấy.
Về nhà chúng ta tha hồ bẻ bàn. Trên đời này thì nhất đồ chỉ có nhì nghề thôi. Dù các bạn đi học tất cả ở Việt Nam này mà không có đồ chơi thì cũng trả lại hết thầy. Bất kỳ Việt Nam này có ông thầy nào dạy các bạn giỏi, nhưng về nhà các bạn không có xe, không có đồ chơi thì hầu như vài tháng sau, nửa năm lại trả hết thầy. Đó là cái quy luật. Bởi vì học thì đương nhiên phải đi đôi với hành. Học xong mà về nhà không thực hành thì bỏ hết. Chẳng qua sau này các bạn chỉ có nói lý thuyết, nó như con vẹt thôi. Nó như một con vẹt, ăn xong chỉ biết hót thôi. Nhưng quan trọng làm thì lại không được. Đấy, bởi vì nhiều lúc các bạn đi học về các bạn chỉ có hiểu về cái lý thuyết. Cuối cùng cái thực hành này bỏ cho xó hết. Sao mua bộ dây điện này học trực tiếp thì không được ăn. Học online em tặng cho bộ dây điện. Ok. Anh em nào đăng ký sớm thì được sớm. Đó, về nhà tha hồ ngâm cú màu dây để hiểu. Hiểu được cái chân IC này là chân gì, chắn tiền trạng được bao giờ quẹt mát, và những cái dây nào nó chạm nhau thì IC này lên đường. Thì về nhà các bạn và anh em xem để biết có vài sợi dây. Đó. Nó không gì là to tát cả. Hãy đọc và hiểu được nó thì mới làm được. Ừ, mà chúng ta đọc mà không hiểu được nó mà xe lại không có thực hành nữa thì chết. Nhớ. Trên đời này nhiều con xe nó báo lỗi, bây giờ nó trở thành hư vô rồi. Cả vấn đề bây giờ con xe nó không còn báo lỗi nữa cơ. Úi trời, rắc này nó mới kẹt cứng dữ vậy. Trời, anh em thấy rắc mới không? Rắc mới nó cứng kinh khủng luôn. Ghê thật, boss hàng zin mấy cựa này nó còn boss. Rồi, đó là những cái thú đam mê, thú chơi của những người chơi FI, thì anh em hãy cố gắng nha. Cố gắng, nếu mà còn nhắm làm ở nghề 5 đến 10 năm nữa có thời gian rảnh, muốn tay nghề một ngày một giỏi và đẳng cấp hơn thì làm sau này tích tắc có được ít tiền, bỏ ra khoảng vài triệu mua bộ này về nhà dựng lên cái mô hình ở những cái dặn để chúng ta ôn. Anh em cứ đấu như cái này, nó hoạt động được một con xe như này các bạn sẽ giỏi, và chạy được vài con IC nữa thì các bạn và anh em sẽ nhớ được khá là nhiều, hiểu về nó, không cần nhớ về màu dây cho lắm, hiểu. Và còn là màu dây, còn là thử vị trí chân thì đương nhiên nó có tài liệu hết rồi. Cứ như vậy chúng ta chạy. Và những cái món như vậy thì chúng ta hãy chịu khó làm. Cái này tí em lại xin nốt cho anh kia. Cố làm để cố gắng khoảng vài năm để chúng ta có số vốn thì chúng ta được an nhàn hơn, nhẹ nhàng cái đầu óc hơn, không cần phải suy nghĩ về nhiều về vấn đề về kinh tế. Đây khá là nhiều. Đấy, ba cái này nó dễ lắm. Mình đã live stream mình chỉ cho anh em rồi. Đúng không ạ? Nó chẳng có cái gì cả.
mốt này không phải mốt của nó, nó không ăn thôi. Làm cái ăn Nguyễn Thắng không có gì hết ăn, làm cái ăn bỏ ra mua bộ dây đấy, về nhà chúng ta mua một miếng meca, anh em muốn meca rẻ thì chúng ta mua meca trong, rồi chúng ta dán một cái mặt đề can bên trong cho nó không xuyên thấu. Còn anh em nào muốn ok thì mua meca đục thì nó sẽ mắc hơn nha, meca đục nó sẽ mắc hơn. Về nhà dùng cái khoan mà đồng thời mài để đưa cái bu lăng này vô, và cái này khó lâu cái là cái đồng hồ chúng ta kẻ xong chúng ta gọt nó như kiểu gọt nhựa thôi mà, và cái tiếp nó sẽ là cái bu lăng. Còn mới cái con cảm biến này chúng ta khoan ốc hết rồi, còn những cái lỗ này là những cái lỗ âm ly đấy, đúng không ạ? Bán tràn lan chúng ta lên. Rồi anh em còn thích cái món gì thì anh em comment nha. Đấy comment. À và CKB này thì anh em nào cần thì chúng ta dự trữ mỗi người một con nha. Đây IC này về nhà chúng ta bỏ vào, chúng ta bắt nốt con ốc lục rác vào đây thôi, vào cái lốc thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn. Về nhà chúng ta xài đa năng thì cái rác này thì đơn giản thôi, chúng ta hàn lại trong vòng khoảng 2 phút cắt, đúng không ạ? Có 6 cái chân này thì chúng ta hàn lại 3 giây, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển. Rồi, mặt còn lại nó chỉ là nguồn và mát, và tiếp tục cái dây màu sân biển sọc vàng là xong. Đó. Nâu sọc đen này sẽ là 12V từ IC cấp cho nó, và dây sân lá là mát IC. Dây này sẽ là sân biển sọc vàng, dây này đứt sẽ để được. Nhưng báo lỗi 52 sẽ không nổ, mất đánh lửa, mất phun. Còn 5 giây còn lại nó sẽ cắt cắt cho anh em. Đấy thì chúng ta cắt, nó giá nó rẻ. Về nhà lắp đủ các chủng loại. Rồi bỏ vào cái bắt con ốc ở đây, ốc lục giác 5 ấy. Bắt vào cái lốc máy, rồi quay ro ro. Đấy, mai mình sẽ test cho anh em trên dòng A Black 4 vấu, và đồng thời sẽ là vi sờn ở nhà luôn, và sẽ làm hai cái clip đăng lên cho anh em xem. Rồi IC này bao anh em nha, lỗi lầm gì mình chịu. Nhìn rất sắc sảo đúng không ạ? Rồi clip đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em thợ máy ngủ ngon. Mình về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đây, tập thể dục tí, tí ra tập thể dục tí, đạp con xe tí. Rồi tắm rửa, ngồi giờ nghỉ khoảng 30 phút, 15 phút nữa tập thể dục, chạy khoảng 30 phút cho đôi chân cho nó lưu thông tí. Đấy. Ok, chán xe máy rồi. Thì đi xe đạp ngoài đường thì thứ nhất là mưa gió. Tôi mua cái này về nhà tập cho đôi chân tí, bởi vì đôi chân một ngày ít di chuyển, có thể là mình ngồi nhiều hoặc đồng thời mình đi thì mình sẽ đạp. Rồi còn anh em nào ok tham gia khóa học thì các bạn vui lòng cứ để comment hoặc là liên hệ trực tiếp với Đi Tuấn luôn ở phía dưới.
Còn cần gì về nồi niêu xoong chảo, cần gì về thống FI thì các bạn comment IC cả đống nha, đồng hồ. Đấy thì anh em cứ comment. Và những cái máy chẩn đoán thì mình hôm nay mình ship gần hết rồi, máy xúc rửa kim phun. Đấy, còn bất kỳ một cái gì thì anh em cứ để lại comment, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình, đặc biệt mua máy chẩn đoán bên mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip phía sau. Bye bye mọi người. Chúng ta chào nhau cái nhờ. Mai đấu nốt vài con IC cái là xong. Còn anh em nào cần cái mô hình này về nhà test IC, SH nhập, rồi những cục IC bằng nhựa, và những cục của Yamaha, Novo, Esai thì các bạn cứ comment. Đấy, cứ comment. Rồi, anh em nào cần IC Novo 5 thì các bạn cứ comment, mình còn khoảng vài cục 1 DBO. Rồi, mình đã test trên xe cho anh em ngon lành cành đào ở đây rồi, anh em cứ yên tâm, mình sẽ quay clip cho anh em về nhà kiểm tra nguồn và mát, bộ ba cảm biến, hàng zin nha cả nhà. Đây. Ok, yên tâm. Đấy, những cái bộ IC mà anh em mua bên mình thì mình đều được test hết cho cả nhà rồi. Attila ở đây nữa, mình test hết cho anh em. Đây, nó sống hết này. Thấy chưa? Mình đều test cho anh em hết. Đây. Đấy, anh em cứ yên tâm. Bất kỳ IC thì nổ đều ngon lành cả tàu hết. Về nhà chúng ta kiểm tra dây dựa chúng ta đưa vào. IC mình nhiều lắm anh em ơi. Khá là nhiều IC đấy. Đây. Rồi Roy Dai, rồi Alibet này chúng ta trùng hết. Rồi Novo. Và cần cái gì ta cứ để lại comment. Rất nhiều đồ chơi. Ở đây mới gọi là khu vực nhỏ, còn trong kia còn hai cái tủ IC khá là nhiều. Nhưng IC này hay test thì để ở đây đầu tiên. Hết chỗ chứa rồi anh em ạ. Trong kia cả đống tủ, đồng hồ, các loại. Khá là hết chỗ chứa. Rồi, xin chào mọi người nha. Bye bye.